dưới khe cá lặn chim bay về quanh khuya nguyệt lặn sao tàn. Chín tầng khe suối
một bầu thiếu giáo dòng trời rừng quế rừng đào. Xây mọi khi thanh vắng đẹp im sợ xoài mười sắt lạc đồng đâu đâu hai chuối bị
hoa thương quả ngọt thì gành đời sau. Hai chân hoa vì tòa dâng mẫu đủ cho đồng phúc đặng hà xa. Ý à.
đông quân tuần quan vào ra chơi bời khi thanh vắng cảnh đẹp tim người khi ôi trên đỉnh núi con người hàng nga càng tình tình thôi hát lại ca ý à anh nga hồi cung nga thoái phủ thiên thai đệ tam châu thoái phủ thiên thai hành vân hành vũ ngự lầy thủy cung thanh nga hồi cung khâm sai châu đệ tử tùy tòng kiêu sông sông chúa ngự đồng cho ba cứu dân thanh nga hồi cung suối lân sông hóa quỳ nhà châu năm núi cảnh vào ra ngự đồng thanh nga hồi cung châu lục công nương sắc phong châu lục công nương bốn dòng trần thì dinh trên thượng châu lục giang là nơi cát địa chỉ tư ngàn tụ khí là nơi chúa tiên tuân lệnh vâng lời sao lục cũng nương ơn giỏi sao khéo phi phương we'll be right back.
tình ép buộc lòng tự suy con tạo hóa lên cửa cơ gì lập tức thì ngày 20 tháng 9 bà thủ tròn xa lánh trần gian thùng huyền sầu thảm nhớ thương mười chín thu bông có nhân duyên xe loan giờ gót về thiên về ở đất chín từ nơi nhà hơn mẫu ba tòa tiêu thiêu nhã nhạc hát ca vang lừng ngày hôm nay chờ bà lại ra
tài châu mới ban ra. Bốn phương hội họp đi đã tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dày, bông lộc cho lắm vì đây cho nhiều, ban cho giải nhất sang nhiều. Bọn lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ biết con đang coi cục tờ. Ba mươi linh một ngày về tư hôm rằm. Ba mươi linh một hôm rằm mười tư. Lộc xa từ nhất cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba đến lộc
cho lòng nó xa xa bên đồi. Tuyết mờ mịt sương rơi lắng đắng, chảy đôi lòng vào bạt nhớ thương. Cỏ cây điệp điệp trùng trùng mà sung dương liêu sai lơ khăn làm áo lục sầu hương. Châu mười nữ tướng
lần tiền chiều. Châu mười đông mò sớm chiều sông pha vốn dòng sinh quán mò ba.
bái yết chùa tiên. Thoát thôi lại trở về miền Tam Thanh, dòng trời Bắc Địa Long Thành. Thiên bộ nhấp nhô đi hà à, à, à. Dưới tháp chùa thiên na bộ đẹp nhấp nhô Sài Gòn xa đình tới chùa Vĩnh Nghiêm trời bạch bạch đằng đền mẹ đi à. Ai một chim bay phải mua bay Công đồng Bắc Lệ
đặc kỳ cùng đất Lạng Sơn. Hãy xem thứ quà đem vì rừng mẫu nó sau bị rừng củ đậu măng tươi cơm làm rau sáng củ mà. Đồng đào tây liêu áo xanh tràm nhiều điệu thước tha gót tiền quẩy lắng hai trà
xuống đèo dọc là xanh đảo bờ cầu lên Lạng Sơn rồi vào đền Châu Bé đang mới về ngự đồng như tiên xa chân xa anh biết kinh người kinh ôm ai cười đùng đùng vì khúc ca sơn ca xin ngoài yêu lo sao mình tất
đông đắng khi lừa hầu bao nhanh kèo trở về xưa bán hàng hết lại mua hàng về đi. Thank you.
Huy hôm nay thì bóng Hoàng Huy đăng nhang phục sự sớm khuya phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng Hô cử động phép ông lục chi thần thông. Vậy
tỉnh lúc say hoàng đố ai biết được hương thơm khói tỏa vút trời mây.
bạn còn dâng câu liêu thủy vẫn bài hành vì bài hành vẫn kim tiền là tinh răng cổ bảng bài năm xuân lễ giang rõ cũng là tích đích nước ông bảy xếp ma biển cho rõ ràng còn bao kẻ ngang tàn bào mường chuyên hại người không trước thời sau lỗi nhầm ông xá chi đâu sở nguyện mà được như ông cho sở câu được tòng tâm ông bảy anh linh soi đời vời vòi ông mang sự tâm với sự tội mà vẫn chớ đừng ai khoe ta đã chọn vẹn muôn phần chữ đức mà đã em ông bảy thầm cần sao cho bằng khuyên ai hoàng bảy khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn cái đức mà tươi tốt ông cho vẻ vang sau này nghe ông bày ra ông cho nước tiên đầy hết bụi chân thành cao rồi lại mười phần là thanh cao này chữ thương thường chữ tam tòng chữ đức đức ông khuyên họ nguyện hôm nay đặt đà gối tâu quỳ bảo hà xin ông hoàng bày ngài về đồ trì ngài chữ lệnh sai thập mà nhị các cô tiên sang ra đứng hầu khiến là cô nàng ta pha nước xa tàu rồi lầm thế là vừa ý ông bảy gật đầu vô cối ông khen con bằng vàng tiên cô nàng ba dâng hộp ma thuốc nga ấy tiên cô nàng ba dâng nga hộp thuốc nga thế là vừa ý ông bày hoàng trên đất sơn là cô nàng tươi đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô khéo cho tỏ tay cầm mà móc móc tiên cô nàng năm ba dâng
ba số cảnh tiên ai dám đi. Cô nàng sao tính nết như mì, đầu xuân dâng ông con long mã để ông bày đi. Ông chấp đồng dâng ngã khúc đàn thông, ấy tiên cô nàng bày dâng ngã khúc đàn thông. Thôi ta rồi lại muốn ở trong cung ông hoàng bày báo hà. Cô nàng tám dâng chiếc lược mà đôi tay cô chải chuốt, ông khen là cô khéo tay. Điều ai tiên cô nàng chín nàng yểu điều ai tay khéo hoa tay cô theo một đôi giày vào kính dâng ông. Tiên cô nàng mười múa lượn bài bông, cánh ta giờ tí cô sách đèn lồng tiên cô bước ra. Tiên cô mười một là quạt nước cô hoa trà, ấm ma chiến bình ngọc đôi tay bà dâng. Cô mười hai vào trải chiếu chia bài, tổ tôm cũng là cảnh tiên không ai dám bì. Cô bán ngồi đồng lạnh say, cô bán ngồi đồng cùng nghịch phục xa non rực không phải về bảo hòa tấu đôi việc của thanh la hồi cùng bát bát bao xa đến thờ quan hoàng bát ba xa thịnh quan hoàng bát lục châu thanh la hồi cung ngang một chuyện na lòng thành gần tiến na con cung đỉnh mở ông hoàng chín na còn mồi hồi cung thấp thoáng trăng thanh la anh hồng thấp thoáng nga trăng anh nga nghệ an có đức thanh đình thành ra hồi cùng lên xe đi thanh an là sáng ứng lên chơi hàng đầu trăm đủ khăn ba màu nữ hoa thành ra hồi cùng là cảnh thiên tai đến đồng mai là cảnh thiên tai tố cô đối thượng đại tài dâng thành ra hồi cùng cô ba hiển danh chính vị cô ba lên đầu xuống gốc ma ba tỏa dưới thủy cung chiến đoàn này à nô hiền ninh vương gia tô tử mẫu lượng cô hương hòa nổi đắc thanh hương chi thâm kim hương nhất chú biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát sàn thánh gia hồi cung a lê tư tịch tây hồ hỏi thăm cho đến đền thờ cô tư thanh gia hồi cung từ đến suối lần cô năm từ đến suối lần từ đến sông hoa hỏi thăm vào đến cô năm thanh hà hồi cung đệ tử này tới bài văn thấu cung thỉnh mời cô sáu sơn đền thờ cô quý hoàng lồng lồng lục cung từ có sắc đậm phong càng thêm bức tiếng thơm dành đền cô lập mà chín tường
lối đi lên trên sông Mò, lối về cô voi xô. Ở trên đầu cô hoa mai sông sắt, muốn vào đền cô thẳng đường mà sắt mà đi ở trong miếu thờ cô thì không mà thiếu thứ gì. Thính nhà cô đâu hề cô trọng khinh, đã dâng cô con tu hỏi cùng con tu đục đùng, con tu củng cùng con tu ba chất bát lì lè chi cha chi chất ân đồng ân thọ cha thầu ân kinh cô kinh na lầu cô kinh cha. Đền phủ dây đi giống vào ra, đến đây đón rước cô sau về mộng à, khen cô sau cô đà nết na cô lại dịu dàng. Nhất tâm về đến đây hầu mẫu được quang vinh đời đời. Phận cái số cả nó căn cao khi xưa thì đã cũng tu vào nên kiếp mà này mới được đi vào trong động tiên.
những lời ca ghế hôm nay tấu đôi có chép biên trong sổ vàng. Cái tâm thành đâu kể có bạc vàng, có chén là nước thành hành thủy, về nén nhang còn kêu cầu. Thoát ra khỏi cầu long đong cổ về hầu mẫu song song. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hôm ấy chọn lối này, chọn lối này thôi. Rồi lúc nào lên đài hai trăm hoa, hai mình ta quỳ đến đây. Biết bao thanh cầu chờ bóng ban khen, biết bao thanh cầu chờ bóng ban khen. Hiện toàn thân Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Sàn thánh giá hồi cung nết na thiên cô nàng mười, nhan sắc nết na bỏ ba chỗ đây là nơi cô đi về. Thánh giá hồi cung trên ngàn sinh thay cô bé, ngàn bầu trời cảnh đồn vui náo nước nghe tưng bừng dù nhau bay ướt cảnh suối ga. Suối ngàn thông reo đỉnh non thác rụt lưng đèo, đỉnh non thác rồi lưng đèo. Có cô bé suối sớm chiều vào ra suối ngang chính quán quê nhà. Quý linh hiền
cách gần xa. Nửa đêm giờ tí canh ba cũng hiện thân. Sang canh tư nàng vẫn có du ngoạn, ngọn đuốc thiên sáng khắp bản làng. Ngang trời tiếng ngũ vàng ngang gà rừng điểm rõ rõ ràng. Xa lắm, mà ôi xa lắm, chim cái nào bay mơ, chim cái nào bay mơ.
tiếng hát vàng đồng vàng ta đi ra từ rừng xanh có về trời lập nhật mưa xa thịnh mời cầu hoàng cả gửi ra trước bản đề thăng ra hồi cùng cầu hoàng ôi đem quân lên ngàn đi đúng tiếng nổ đa vàng khắp trời thăng ra hồi cùng mênh mông ơi một nước một thuyền thuyền rồng màu bơ thoải trèo bơi về đề thăng ra hồi cùng khôn ngoan danh tiếng đồn bé nhỏ khôn ngoan ngày ngày lên lỏi làm việc quan bố tổ tháng tám tiệc cha tục truyền tháng tám mà tiệc cha tháng ba tiệc bầu gần xa nức nức lòng
luôn mọi loài à. Nhạc nhựa phi bì vang 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 vang, nhạc nhựa phi bì ra rồi phất phất ngựa một thôi cậu về đến phố cát đồi. Phương hoàng tung cánh về châu động thiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành ý. Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất nơ sỏi đá ong một bầu sơn thủy.